giới thiệu với các bạn, đây là vị thuốc ngải cứu. Thì vị thuốc ngải cứu này thì các bạn biết là trong dân gian của chúng ta thì dùng rất là nhiều, và trong đông dược thì chúng ta gọi cái vị thuốc ngải cứu này chúng ta dùng lá nên chúng ta gọi là ngải diệp. Thì ngải cứu này thì nằm trong cái nhóm chỉ huyết, nó có tác dụng là ôn kinh chỉ huyết, có tác dụng an thai tán hàn, nó có tính vị là vị cay tính ấm, hơi đắng một chút, và nó quy kinh can thận và tỳ. Thì cái ngải cứu này được dùng trong, vừa dùng ngoài, chúng ta dùng ngoài ví dụ như chúng ta sao lên sao với muối để chúng ta trị các cái chứng phong thấp hàn như đau cơ xương khớp hoặc là chườm ấm, và tiếp theo chúng ta hay dùng là quấn cái điếu ngải để chúng ta thổi. Thì cái ngải cứu này nó có cái tác dụng là khi chúng ta quấn thổi thì nó đẩy phong hàn nó thẩm thấu vào bên trong, còn khi dùng trong thì có cái tác dụng làm ôn ấm cơ thể, làm chỉ huyết, cầm máu rất là tốt, đặc biệt là trong các cái chứng ví dụ như là chứng tỳ vị hư hàn này, ở hạ tiêu của chúng ta như tử cung lạnh, chúng ta hay dùng cái ngải cứu này cho uống hoặc là có thể là ăn để làm ôn ấm tử cung lên, trong trường hợp ví dụ như hay đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, da kinh có huyết có máu cục màu đen, và cũng điều trị về cái chứng âm tinh lạnh ở phụ nữ, ví dụ như khi mà cái khả năng hiến muộn chậm có con thì chúng ta cũng kết hợp để dùng ngải cứu này. Ngoài ra thì ngải cứu, ngoài cái dùng ngoài da nữa thì có tác dụng chúng ta đun cái nước ngải cứu này chúng ta tắm rửa để trị về ngứa trong chứng mày đay cũng rất là tốt. Mình xin hết.